Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin cảnh báo dông tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở trên phạm vi khu vực nội thành Hà Nội. Hiện nay, vùng mây đối lưu mạnh ở tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ đang di chuyển về phía khu vực Hà Nội. Hiện tại, thì vùng mây đối lưu này đã bắt đầu gây mưa rào và dông cho các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ, Sóc Sơn và Mê Linh. Cảnh báo trong khoảng 1 đến 2 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông đông nam, bắt đầu gây mưa rào và dông cho các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa. Sau đó sẽ có khả năng mở rộng sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, hiện tại áp thấp nhiệt đới ở trên Biển Đông đã gây ra mưa lớn cho các khu vực ven biển miền Trung. Theo dự báo, thì lượng mưa năm nay có xu hướng gia tăng, có thể sẽ gây ra các hiện tượng mưa lớn cực đoan, gây ra lũ, ngập lụt cục bộ, nhất là khu vực miền Trung. Cơ quan khí tượng đã nhận định, khoảng từ nửa cuối tháng 6 có khả năng bão hoặc là áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông với tần suất nhiều hơn, phù hợp với quy luật của khí hậu. Từ khoảng tháng 7 cho đến tháng 9, nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục tăng dần. Và hiện tượng ENSO có khả năng sẽ chuyển dần sang trạng thái El Nino từ những tháng mùa thu năm 2023. Về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Biển Đông, ở trong giai đoạn từ tháng 7 cho đến tháng 9, có khả năng sẽ tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khoảng từ 4 đến 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới và có khả năng tác động đến các khu vực Bắc Bộ và phía Bắc miền Trung. Từ khoảng tháng 9 cho đến tháng 11 thì bão hoặc áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung. Dự báo trong cả mùa mưa bão năm 2023 sẽ có tổng cộng là khoảng 11 đến 13 cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển. Trong đó sẽ có khoảng từ 4 đến 7 cơn tác động trực tiếp đến đất liền. Tiếp theo sẽ là tin gió mùa Đông Bắc. Hôm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Dự báo trong chiều và tối hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3. Trong đêm nay, phía Đông Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ sẽ phổ biến từ khoảng 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Ở trên biển, trong chiều và đêm nay, tại Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, riêng khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Cảnh báo về khả năng xuất hiện thiên tai trong chiều tối và đêm hôm nay ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến là từ khoảng 10 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Ngoài ra, từ hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào, rải rác và có dông, cục bộ sẽ có mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông sẽ thường tập trung vào khoảng chiều và tối với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi cao trên 70mm trên 24 giờ. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa dông sẽ kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh sẽ có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối và hư hại nhà cửa, hư hại các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ sẽ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng và thấp. Về gió mạnh và sóng lớn trên biển thì cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Bà con nhân dân cần lưu ý. Tiếp theo sẽ là tin dự báo mưa diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày hôm nay ở Bắc Bộ và khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ chiều hôm nay có nơi trên 70mm như là Phước Hòa, Ninh Thuận là 88,6mm, Măng Tố, Bình Thuận là 79,6mm, Đắk Xin, Đắk Nông là 76,8mm và Đạ Tẻ, Lâm Đồng là 96,2mm. Dự báo trong chiều tối và đêm hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc của Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm.
Ngoài ra, từ chiều tối hôm nay cho đến ngày mai ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông sẽ tập trung vào chiều và tối, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm trên 24 giờ. Trong mưa dông, cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp. Tiếp theo sẽ là phần tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, trời mát, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 29 đến 32 độ, phía Nam từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác, có dông cục bộ, có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Kính thưa quý vị khán giả, trong đợt mưa dông lớn vừa qua, có 3 người chết và mất tích trên biển, hơn 1.000 ngôi nhà tốc mái và hư hỏng, hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại ở nhiều tỉnh thành. Thông tin từ huyện Ea Súp cho biết, khoảng 14 giờ ngày thứ Bảy, một trận lốc xoáy đã xảy ra tại hai xã La Slơi và Ea Rốc, khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 4 người bị thương. Tại xã La Slơi, có 68 ngôi nhà bị tốc mái, 3 phòng học trường tiểu học Lê Văn Tám bị tốc mái hoàn toàn, 3 học sinh và 1 phụ huynh bị thương do tôn rơi trúng người. Còn tại xã Ea Rốc, có 15 nhà dân tốc mái ngói và mái tôn, 1 nhà dân tốc mái tôn hoàn toàn, rất may không thiệt hại về người. Chiều ngày thứ Bảy, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, dông lốc, mưa đá và gió mạnh đã gây thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Thuận và Đồng Nai. Theo thống kê, từ 19 giờ tối ngày thứ Sáu đến 16 giờ chiều ngày thứ Bảy, có 3 người chết và mất tích trên biển, trong đó 1 người mất tích do chìm thuyền nan trên vùng biển tỉnh Quảng Bình, 2 người chết và mất tích trên vùng biển tỉnh Quảng Trị. Dông lốc cũng làm 1.000 ngôi nhà tốc mái hư hỏng, hơn 7.500 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 1.000 mét mương bị sạt lở, 3 tàu chìm hư hỏng, trong đó tỉnh Quảng Trị 2 tàu, tỉnh Thừa Thiên Huế 1 tàu. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức tìm kiếm người mất tích, đồng thời ứng phó với mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!